Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4, nhiều nơi trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa lớn kéo dài. Sau mưa bão, độ ẩm đất ở một số khu vực đạt trạng thái bão hòa, nhiều sườn đồi núi đất đá đã xuất hiện các vết rạn nứt, sụt lún tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở, khiến nhiều gia đình phải sơ tán, di rời khẩn cấp nhà cửa, nhiều công trình của nhà nước bị hư hỏng nặng nề. Mặc dù các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4 đã đi qua, thời tiết những ngày qua đã nắng ráo trở lại. Song, lượng nước tích tụ trong đất vẫn còn nhiều, làm suy yếu liên kết địa chất dẫn đến tình trạng rạn nứt, sụt lún, sạt lở đồi đất tại khu phố Na Khà và Chiên Cục, thị trấn Mường Lát, đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng con người của 25 hộ dân sống tại khu vực này. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2024, trong quá trình đi làm nương rẫy, người dân ở khu phố Na Khà đã phát hiện nhiều vết nứt chạy dài trên mảnh đất rẫy của gia đình gần khu vực dân cư sinh sống và đã kịp thời báo cáo sự việc cho ban quản lý bản và chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các phòng chuyên môn của huyện đã trực tiếp xuống hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, phía ta luy dương xuất hiện vết rạn, cung trượt với chiều dài khoảng 400 mét, độ rộng vết nứt từ 30 đến 40 cm. Hiện tại, khối lượng đất, đá phía trên đồi vẫn đang tiếp tục có hiện tượng xê dịch khiến bê tông phần mặt đường tránh khu dân cư của khu phố bị bong chóc, hư hỏng nặng, nứt, gãy bờ kè đá của nhà văn hóa khu phố. Trước tình hình trên, huyện Mường Lát đã chỉ đạo thị trấn Mường Lát phối hợp với các lực lượng gồm Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, Quân khu 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Dân quân Thường trực, Công an thị trấn Mường Lát kịp thời hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di rời tài sản khẩn cấp cho 25 hộ sinh sống tại khu vực này sơ tán đến nơi ở tạm an toàn. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Mường Lát cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát và các xã trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, chủ động đánh giá nguy cơ và quyết định giải pháp ứng phó linh hoạt theo phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Đối với những nơi sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở hạ tầng, khu dân cư cần tổ chức ngay việc sơ tán người dân và di rời tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn, đồng thời phân công, cắt cử lực lượng tiếp tục theo dõi, giám sát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân.